chữa bệnh cho người nghèo bằng cách luyện tập làm sao nó ít tốn kém rồi đó, thì những người ngày xưa anh nghĩ là lá bùa của họ cũng là một cái mã khóa để mà chữa bệnh. Cái người mà tu tập, người ta thấu hiểu được hệ thống quy luật đó và họ mong muốn cứu đời, họ phải nghĩ ra một cái phương pháp đơn giản để mà chữa bệnh. Chúng ta biết là chữa bệnh thì nó có dạng như là vương đạo, bá đạo và thánh đạo chẳng hạn, anh ví dụ thế. Có nghĩa là chữa mà dùng trực tiếp can thiệp vào đó là một bước, còn không trực tiếp can thiệp nó là bước cao hơn. Những người đó họ mới nghĩ làm sao cho nó đơn giản nhất. Giống như bác sĩ Usui người Nhật Bản, họ nghĩ ra cái phương pháp Reiki, tức là chữa bệnh cho người nghèo bằng cách luyện tập làm sao nó ít tốn kém đơn giản nhất. Thì những người ngày xưa anh nghĩ là lá bùa của họ cũng là một cái mã khóa để mà chữa bệnh. Thì những người đầu tiên tu tập đó, họ muốn chữa cái bệnh này, giả sử như bệnh đau răng, hoặc là bệnh đau mắt, hoặc là bệnh này kia, mà họ biết được cái nguyên nhân về quy luật tự nhiên, thì họ sẽ đưa ra một cái giống chúng ta giống là điểm huyệt, khai mở cái nút thắt đó, thì tự nhiên là cái bệnh được khỏi. Thì trong vô hình á, là nó là một cái nguồn năng lượng mà mắt chúng ta không thấy, nhưng mà những người tu tập hoặc là những người nghiên cứu về quy luật thì họ có thể biết, và họ kiểm nghiệm bằng thực tế thì họ thấy. Và sau khi họ để lại, thì lúc mà họ truyền nghề lại đó, thì có nhiều đệ tử thì họ phải truyền. Khi mà chữa được bệnh thì cũng có nghĩa là có thể hại người. Thì nếu mà họ đánh biết được cái cơ cấu đó thì họ cũng có thể là dùng một cái phép khác để mà hại người. Thì bởi vậy họ phải chọn những người đệ tử rất là có tâm, đúng không? Có tâm để họ truyền lại cái việc chữa bệnh. Và trong khi đó thì trong quá trình truyền đó thì đôi khi họ cũng phải dạy về nguyên lý, về bản chất. Thì trong cuộc sống mà con người thì có những người không có tâm, thì họ dùng cái đó để họ hại người. Thì là đó là cái bản chất của cái việc bùa chú. Thì anh nghĩ là nó cũng có cơ sở. Vấn đề là để học được cái đó, nó là một cả một câu chuyện giống như Duy nói, phải luyện rất là ghê.